Ok, thì như mọi người thấy chúng ta có chị Chevreuse và Raiden Shogun tới đây. Thì yêu cầu của anh Phong lần này đó chính là ngoài việc chúng ta cháp cho Raiden nếu dư nha, này hơi căng á, thì chúng ta phải tráp cho Chevreuse một set tông thất được 40.000 HP. Có nghĩa là hiện tại là anh ấy thiếu một set tông thất hoàn toàn luôn á. Thì chúng ta có thể bỏ qua cái lông đi ha. Rồi nhưng mà ba cái còn lại là cái này thì chúng ta phải kiếm được HP trong ba cái đó, miễn sao còn Chevreuse được 40.000 HP là xong. Ok. Thì yêu cầu như vậy, sau đó thì dư thì chúng ta có thể trap cho Raiden. Ok, hy vọng thì chúng ta sẽ được trap cho Raiden nha. Làm luôn đi. Thật ra là yêu cầu về mặt dòng chính thì anh nghĩ là sẽ qua thôi. Nhưng mà anh không biết là có yêu cầu về nạp hay không nhá. Không, anh ấy không yêu cầu về nạp. Chỉ yêu cầu là cái hoa phải HP nhiều á. Cái hoa phải HP nhiều, ba cái còn lại là phải. Thì thật ra anh nghĩ là yêu cầu này sẽ khá là dễ thôi. Ok. Trừ khi nó ra một đống tỷ lệ sát thương về của dòng tấn công. Cái gì đấy? Có thấy chưa? Bắt đầu rồi. Kẻ thù của chúng ta kìa. HP này. Rất nhiều luôn ha. Cái này. HP mình không đề cao cái việc yêu cầu crit thì nó mổ ra một đống không? HP này ok rồi. Thật ra dòng chính thì chúng ta chọn cái nào ngon hơn là được rồi đúng không? Ừ, dòng chính vậy thì chọn cái này đi. Rồi nón. Ok rồi. Nữa, lúc mình không cần là mình crit nhiều lắm nha. Thì đó là định luật Murphy's Law mà, đúng không? Rồi. Thì xét luôn đi. Không thích tổng. Ok, chúng ta có là cái này bỏ này. Cái này chúng ta sẽ xem coi nó vô được ít nhất là 2 lần HP hay không. Nếu mà vô ít nhất là 2 lần HP thì chúng ta sẽ giữ lại. Điều chúng ta làm được hơi khó hơn. Gọi là khó hơn crit value thì cũng đúng, tại vì đây nó hiệu quả nạp này. Nó lần đầu nó trượt rồi. Được không ta? Hay là bỏ đi? Mình tiếp đi, mình còn 2 lần mà đúng không? Ừ. Cái vấn đề là vẫn bị cái mát phòng ngự. Nó bị trượt hết tất cả những thứ còn lại rồi, cho nên là thôi ha. Cái này thì bỏ này. Cái này là mạnh này, cái này mạnh này, chỉ bị cái 2 dòng phòng ngự thôi. Bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có tỷ lệ sát thương và chúng ta bỏ. Tất cả là gì, nó không có dòng phòng ngự không? Wow! Giữ tạm đi ha. Rồi HP thì chúng ta cứ để đó là 2/4. Cuối video mình nên nâng cái lông tỷ lệ sát thương hồi nãy. Này được này. Có thêm cái lông thì tỷ lệ sát thương nữa rồi đó. Rồi 3/4. Ok. Chắc khi nào anh làm video liên quan đến Huta anh sẽ kêu Huta cần HP thôi chứ không cần kiếm crit. Nhưng mà trong thâm tâm anh vẫn nghĩ là nó cần crit anh. Cái quan trọng của định luật Murphy là nó ở trong thâm tâm của chúng ta. Rồi mày vô cái gì? Nó né hoàn toàn thằng HP luôn á chứ. Biết là nó tốt á nhưng mà không. Cơ hội đi, cho nó cơ hội đi, có một lượng hiệu quả nạp cực kỳ lớn. Phải giữ, mình sẽ giữ, mình không nâng nữa, tại vì cơ bản là cái yêu cầu của anh Phong là HP. Hơi buồn một cái là yêu cầu anh Phong là HP. HP thì cái lượng đó là lượng ok chấp nhận được rồi. Thì lát nữa mình sẽ cân đồ sau khi kiếm được. Đấy được này. Ráng là được. Tổng thất mà đúng không? Ừ. Cũng được đi, mình cho nó cơ hội đi. Thì vẫn giữ đi. Cái này bỏ. Mai chúng ta chưa có này. Long thì chúng ta có một cái 9.3 là cao nhất này. Cái đó nhiều nạp này. Này bỏ này. Okay. Đồng hồi chúng ta có một cái HP dòng chính rồi này. Tại sao anh Phong ảnh không để cái này nè? Chúng ta bỏ cái này được nè. Có này HP sẵn nè. À, mà thôi cứ giữ không có cả nạp luôn. Ừ thôi giữ cứ giữ lại một cái phòng ngờ là anh Phong ảnh cần đi ha. Ok. Rồi nó thì như chúng ta chưa có rồi. Chúng ta có 3/4 rồi. Tỷ lệ luôn kìa. Ấy, nó HP dòng tỷ lệ kìa. Chúng ta có 3/4 rồi. Cái nhiệm vụ anh Phong là kiếm một set mới cho nên là phải là set mới ha. Ok. Nữa, lại là lâu, lại là tỷ lệ sát thương. Quay. Trời cao không thấu rồi. Anh sẽ khẳng định với em là lần sau nếu như anh có cháp cuộc rồi. Ok xong, xong set rồi. Rồi chúng ta đã xong set rồi tạm thời. Ủa mà anh Phong cũng có cái này. Cái này vẫn giữ cái này nha, nhưng mà chúng ta sẽ nâng cái này, không nâng nó, ý là vẫn giữ một cái mới đi. Cái này thì cộng 0 này. Chắc ảnh ý là ảnh đang thiếu hoa, chắc ảnh đang thiếu hoa với lông. Rồi. Tao cho mày cơ hội cuối nè, mày không vô là mày dục này. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Mày vô không? Không luôn rồi, dục. Không luôn. Nhưng mà cái này hơi tệ nha. Ý nó là giờ kiếm được cái ít chứ phải trên 10 đã. Nãy giờ chưa được cái nào trên 10 luôn á. Đồng phụ nãy giờ chưa được cái nào trên 10 luôn. Kiếm được có cái trên 10 thì chúng ta sẽ dừng lại tạm thời. Ít chứ phải trên 10 đó. Nữa. Cứ giữ đi, cứ giữ. Cái này 4 vòng nó ngon hơn. Kiểu gì nó nghĩ nó là cho dù gì nó cũng được nhiều roll hơn thì thôi cứ giữ cái đó đi. Dạ nó có dòng HP phụ nữa cho nên về mặt lý thuyết là em có thể có được nhiều HP. Ừ. Rồi đây hình như mà sắp hết di vật cho đây được. Ừ. Lại là lóng. Được này. Ok thì có cơ hội chúng ta sẽ được đồ nâng cấp. Hay da. Được. Không được. Không được luôn. Tiếp đi, mình còn cơ hội mà, mình còn 2 lần nữa mà. Ừ vậy lần tiếp theo mà không được thì dục nhá. Cứ làm tôi thất vọng hoài là sao? Hay cái hồi nãy đi luôn đi. Thì em tính đem cái hồi nãy đi luôn rồi. Nó né luôn kìa. Wow. Cái nó né luôn kìa. Nó né luôn kìa. Hay da. Anh nghĩ một cái điều như thế này nè. Anh nghĩ là khi mà em lên 20 hết là nó dư 40.000 rồi đó. Dư rồi đó. Để em thử thôi. Sao trong 2 cái HP mà vô HP Pháp vậy? 2 lần. Yeah. I love you more than I can say. Tiếp luôn đi. Cái kia nhiều HP hơn rồi. Cái này nó nhiều HP hơn, 1 lần rồi nó nhiều hơn rồi. 2 lần flash nó mới bằng 1 lần đúng anh. Thì nó nhiều HP hơn mà. Ý là 2 lần HP flash nó mới bằng được 1 lần HP phần trăm. Anh chưa tính cái trường hợp đó hả? Đó, vậy đi. Vậy thôi xong rồi đó. Ừ. Lo luôn đi, xong rồi. Tự nhiên cãi nhau chi không biết. Rồi lên 20 HP là xong. Ừ, vậy đi. Ừ, vậy đi xong. Không rồi. Được 20 nhưng mà vậy được rồi. Đúng không? Ừ. Rồi. Mở khóa nào. Cái nãy là nào? Cái 10 mấy, mở khóa nào. We don't need you anymore. Đó. Rồi đó. Xong. Đó xong. Thấy chưa? Raiden mình nhớ là chỉ cần hiệu quả nạp thôi, không có cần những cái thứ khác thôi. Giờ chúng ta làm sao mà Raiden được 400 hiệu quả nạp là Raiden sẽ tốt nghiệp. Đây mà khả năng á mình cho Raiden cặp không hết luôn rồi. Vậy là bán bổ Raiden là anh Phong anh giết mình á. Cho một con Raiden C1 R1 C6 cầm tông thất thì nó hơi bán bổ à. Cầm tông thất luôn cho. Ông giết anh, ông giết mình á. Ấy, được này. Tệt một vòng hơi tiếc nhỉ. Hai cái nón á. Chịu. Lúc cần nó HP thì nó không HP ha. Lúc không cần HP thì nó HP luôn ha. Nãy mình cầu hình như nãy mình cầu HP hơi quá. Mình phải bỏ mindset grid đi. Mình lấy cái mindset HP vô. Cho tôi nạp, cho tôi nạp. Rất nhiều nạp. Rất nhiều nạp. Ba nào. Ba. Tôi cần rất nhiều nạp. Mình cần HP. Đấy, tôi cần rất nhiều nạp. Cho tôi nạp, cho tôi nạp. Nạp nhiều vào. Nạp tới chết cho tôi. Đúng rồi, nạp tới chết cho tôi. Đúng không? Nạp tới chết. Nạp. Sao là cần HP? Em mà thích nạp đúng không? Rồi. Nạp rất nhiều nạp. 10 tỷ nạp cũng được. Cứ all in nạp là được. Ừ cái này bỏ này không quan tâm. Cái nạp đầu tiên này. Ok đây. Cái HP này là mình không nghĩ tới nha. Bây giờ mình cứ nghĩ cái mình cần á, đúng không? Mình cứ nghĩ cái mình cần á. Cứ tin như vậy đi. Cứ mở khóa dần dần mấy cái rác rồi đi. Bắt đầu nè. Nãy giờ mình nâng từ từ, nãy giờ toàn sai sai không á, cho nên thử Odin lần đúng không? Ừ. Các bạn à, cho tụi mình một like với một subscribe để cứu cái ặc của anh Phong chứ. Chứ cái tỷ lệ bạo hồi nãy mình thấy nó hơi mình muốn ho lao luôn. 1 7 2 1 2 3 3. Và đó là wow. Ủa là nâng chưa vậy? Wow. Vỗ tay, vỗ tay. Kết thúc chương trình. Vậy là nãy giờ là nâng từ từ cũng không được, nâng all in cũng không xong. Hay all in từ từ không? All in từ từ hả? Ừ, thử không? All in từ từ. Ok. Rồi. Chờ cho tôi nạp nữa đi, nạp nhiều đâu, nạp đâu? HP nào. Đó là HP nè. Được có lông mà. Thôi làm thêm lần nữa đi. Có một cái lông mà cứ ra vô thì nó hơi kỳ á. Cái mát lông mát bị bữa giờ mà. Nhưng mà nó có đúng một cái lông này ra thôi không? Nó ra đúng một cái lông thật. Máy mình giữ hai cái này không ta? Được. Bây giờ không có nón luôn. Bây giờ không có nón luôn. Nạp này. Thiếu hiệu quả, chúng ta thiếu tỷ lệ bạo chứ đúng không, thiếu nạp. Con Raiden C6 này, Raiden C6 không bao giờ thiếu nạp. Đấy. Ok chúng ta dùng cùng all in từ từ nè. All in từ từ tiếp nè. All in từ từ thôi. I mean it's alright like Trời ơi, buồn thế nhờ. Ém được rồi. Nghĩ là mình nên nâng kiểu như là nãy là hai cấp một lần đúng không? Ừ. Hai cấp một lần thì nó sẽ hay hơn. Đúng rồi, hai cấp lần. Được này, ok. Phải lâu. Khi chúng tôi không để ý nó lại ra lông. Tôi làm cái meme con mèo đây. Yeah. Linh. Các bạn hãy thống kê giúp mình đã bao nhiêu cái lông được khóa. Thấy hơi nhiều rồi đó. Tôi sắp Dice of Cringe. Được này. Được đây. Được này. Cái mũ đầu tiên đó, làm xong Chevreuse nó ra nửa tỷ cái crit, xong cái này nó không ra cái crit nào. Không ra cái crit nào. Tôi điên rồi. Các bạn phải điên theo tôi. Ok. Ôi từ từ nào mọi người. Hey, that's pretty good. Đó, được này. Được này. Em mà sao khoan, anh đang có cảm giác là 21 ngự thì sao ta? 21 ngự à? Để mình em bấm cường hóa tầm 3 lần với anh cái. Cái lọ thôi à. Cái nghĩa đó đi à. Mà nó HP. Ok, nó HP. Thôi ít nhất Di Lan cái đồ nâng cấp ha. Mình không biết cái này có phải là cái nón mạnh nhất hoặc anh Phong không, nhưng mà nó được. Nói chung là nó được. Nó được đi. Ừ, nó được. Tức là sau khi nâng con Chevreuse rồi tụi mình chuẩn bị có cái content. Kìa đúng rồi. Hay. Vậy là ủa? Vậy là sắp được nâng cấp rồi. Từ từ, ủa sao từ khoan. Vậy là sắp được nâng cấp rồi mọi người. Nói thiệt luôn, mình sẽ tạo ra một cái series mình nói thiệt nâng con này con kia hưởng. Thiệt luôn á. Rồi nên từ nha. Nó lệch một lần này. Rồi xong. Lần thứ hai. bay màu cái hoa. Đây, cái đống hồi nãy chúng ta đã cháp. Chúng ta đã tới cái đống chúng ta đã cháp rồi đó các bạn. Ấy, nó là cái lông. Ủa lại là cái lông đó hả? Ấy có khi nào mình ra toàn là cái lông này em chắc lông trước không? Thì để lát check thử cái khác đi ha. Em check cái khác trước đi. Ok rồi, tùy anh muốn. Như anh muốn. Hiện tại tới bây giờ này mình phải dùng tất cả mọi chức tâm linh nhiều nhất có thể rồi các bạn à. Oh my god. Wow. Ấy đồ đấy. Đang hơi mạnh nha. Hơi mạnh rồi đó. Điều đây sẽ là cái lông 40 đầu tiên không? Ừ. Hay luôn. Nó mà nó sắp 40. Sắp 40 rồi. Ừ. Ổn này. Nhưng mà tại sao nó là lông này? Cái lời nguyền lông. Lại là lông nữa hả? Kinh của tụi mình nè. Giờ bạn nào á mà đang thiếu, chỉ còn thiếu mỗi cái lông thôi, gửi ạc cho bọn mình. Bọn mình cứu lông của mọi người. Món khai của các bạn thì chúng mình không biết, nhưng cái lông chắc chắn sẽ còn. Ừ. Bao nhiêu ở cao rồi. Kể cái ở cao của tụi mình luôn. Đó, lại cái lông. Anh kêu em check cái khác trước đi mà. Quên, thói quen. Cái đồng hồ. Thói quen. Kiểu như hai ly đồng hồ ly tấn công á. Đáng cơ hội đó. Đáng cơ hội đó hả? Not bad. Cũng được này. Được chưa? Và đó là cái lông. Và đó là một cái lông. Ok. Rồi, hai cắm. Ok luôn. Được luôn, ok luôn. Vẫn đang ngon. Lần này, bây giờ mục tiêu đầu tiên của mình là cái gì? Nè, né mở cái lồng rồi đúng không? Né cái lồng ra. Why? Why? Anh nghĩ là mở lồng được đồ không? Ok, ok, lần đầu tiên. Lần đầu tiên mở lồng không có gì. Thật ra cũng nhiều lần á nhưng mà cái chiếc con nó cũng quất quất chút xíu rồi đó. Ừ, để chúng ta lên cái này lên cộng 4 thử đi. Chắc hòa trước đúng không? Ê! Ê được đấy. Được, được. Ok. Món đầu tiên ngoài lông. Thêm đồ cân nữa, thêm đồ để cân. Ê, thiệt chứ. Lý thuyết hôm nay tuyệt vời quá các bạn ạ. Chúng ta đã có được một lý thuyết rồi, check cái đầu tiên cho anh. Vẫn có một cái có hiệu quả nạp. Mình nâng cái này trước đi, để dục trước. Ơ bài tinh tính việc này cộng 4 luôn đi. Ok, cũng tiền luôn. À, ủa, nãy còn cái này. Còn cái lông đó nữa. Bye bye. Ok, bye nó trước luôn. Đúng rồi. Để hết rồi. Phew. Không phải nâng lông nữa. Đây lần cuối nè mọi người, lần cuối. Nó cũng ráng nó bỏ hai cái offset ra được. Cũng ráng nữa. Lần cuối. Ừ. Mà này cái mẫu số nó ít quá nó không ra gì hết. Thêm lần nữa đi. Lần nữa ha. Thử được. Em chết cuối rồi nha. Đây cộng 4 tâm dục này nghi lắm này. Ừ. Mày vô cái gì mày vô đi. Ok, nó lệch rồi. Cảm ơn Chúa. Ê, tại sao mình lại mừng khi nó lệch vậy? Ok, thì nói chung là cái lần này cũng được 2-3 món 30 CV gì đó cho anh Phong, ảnh tự cân độ rồi. Mình cũng chịu rồi. Nếu như các bạn chưa có một cái lông nào ưng ý nhưng mà sếp là các bạn nên gửi ai rồi đấy.